đối trọng với vùng Đồng Tháp 10 trong kiến tạo địa chất là vùng bồn trũng tứ giác Long Xuyên ở Hữu Ngạn, sông Hậu, thuộc Tam Giác Châu, sông Mekong. Thưa các bạn, tới phía trước đó là cái chỗ giữ xe. Bây giờ phải gửi xe để loại bộ nha. Đó, trước mắt rất là đông người. Thưa các bạn, ở đây là phía trước của cái cổng gửi xe. Ai đi vào đây thì chúng ta sẽ qua cái cổng phía trước đó, mình sẽ gửi xe đi vào trong cái khu lễ nha. Ở đây là cái chỗ gửi xe nè, các bạn thấy xem ha, ở đây xe rất là nhiều ha. Gửi trong đây có chỗ thì để ngoài nắng, còn có chỗ thì để trong những cái tầng cây thì xe nó mát. Và bây giờ mình sẽ đi bộ vào trong cái khu Gò Tháp nha. Giờ này là giờ đang là buổi trưa, lúc này là khoảng 12 giờ nên là trời cũng rất là nắng luôn. Khu di tích Gò Tháp nằm trên địa bàn hai xã Mỹ Hòa và Tân Kiều, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp, cách ly huyện lỵ Tháp 10 khoảng 11 km về hướng Bắc, cách thị xã Cao Lãnh về hướng Đông Bắc khoảng 43 km theo đường bộ và đường thủy. Ở đây, mùa khô nhiều gió cát lớn nhỏ uốn lượn quanh co tạo thành khu gò nổi. Trên gò có nhiều cây cổ thụ trăm tuổi xòe bóng mát, sừng sững vươn cao. Mùa nước nổi thì đồng nước mênh mông xen lẫn màu xanh cây cỏ tạo thành phong cảnh thiên nhiên kỳ vĩ. Rồi, tiêu rồi. Bây giờ này nắng rất là nắng luôn nha. Đây là con đường để chúng ta đi vào trong cái khu Gò Tháp nè. Lộ bộ thôi, đi cũng gần mà tại đi có tàn cây nên là đi cũng mát chứ không có nắng lắm. Đây có chú bán kem nha, kem ống nè, kem Tân Châu. Ở đó phía trước đó các bạn thấy không, ở phía trước đó gần tới sắp đến nơi thì người đi rất là đông luôn. Đây là trên này có những cái cây lớn nên là có cái tàn mát cũng đỡ chứ không có những cái cây này đi nắng rất là nắng luôn. Ở đây có kem nè, kem ống nè, kem ký nè. Chúc mừng. Các bạn có thấy xe gửi là từ cái cổng mình đi vào tới đây á là xe vẫn còn để nè. Đó, ở phía trước cũng có một bãi giữ xe nữa. Rất là nhiều xe thì các bạn có thể tưởng tượng rằng là người đi đến đây rất là đông. Thì trong dịp lễ thì không thể thiếu được những đồ ăn nha. Ở đây có những món ăn là cái gì? Nem chả, nem chả. Ở đây có trái cây nè, rồi có bánh kẹp. Sáng gì bắt đầu không anh? Đây hả? Đây có chim chôm nè, bưởi nè. Đây có bán nước uống nè. Ở đây có hạt dẻ nha, hạt dẻ. Rồi đây là hạt dẻ đang xào trên chảo nha.
Đây có bánh mì bò lá lốt. À, bò lá lốt. Đó, ngon chưa? Rất là nhiều luôn nè, có chả cá xúc xích rồi nhiều món ha, có trứng cút. Rất là ngon. Trời ơi, mua cái gì vậy? Ở đây là kem, nước uống, đồ ăn vặt cũng rất là nhiều ha. Chị ơi. Ở bên đây có một cái khu vực để rửa xe, tức là đi một con đường bên đây. Bên đây là một cái con đường khác, ngõ khác, từ cái hướng khác đi vào đây nên rửa xe. Ở phía trước này có một cái bãi xe cũng không có kém cái bãi xe hồi nãy mà đi qua nha. Ở đây nè, tập trung rất đông nè. Không nốt châu đốc. Ở đây là phía trước cổng của di tích quốc gia Gò Tháp. Không quay, không quay. Ở đây có một xe đồ ăn cốc nè, cốc me chua, hộp gà nướng. Ở phía trước đó có xe đá bào kem siro ha, kẹo kéo, kẹo chỉ nè. Đó. Ở đây là cái cảnh của bên ngoài cái khu di tích ha. Đây là cái con đường đi vào trong khu di tích Gò Tháp. Cái con đường đi này có hai hàng cây hai bên che mát, cũng rất là mát, không có đến nỗi nắng lắm nha, mặc dù là ở đây là buổi trưa. Ở đây có mắm hả? Phía trước đó là mắm cá chốt. Trong khu vực này là trồng cây lâu năm nên là những cái thằng cây cao lên phía trên nó che mát cả một cái không gian khu vực này. Ở đây lại có một cái sợi hút nốt. Ở đây có một cái xe bán bánh, có bánh ăn vặt, rồi bánh tạt heo, rồi
bánh cây cay này con nít ăn rất là thích nè, màu cam á. Ở đây là hình như con đường đi WC ha, xe toilet. Ở bên trước khu vực trước phía trước đó là bán đồ ăn và quần áo, ở trong khu vực đó cũng rất là đông ha, mà nhưng mà ở đó thì giờ bây giờ thì nó hơi nắng. Một chút xíu nữa mình sẽ đảo qua quay trong cái khu vực đó cho các bạn xem nha. Ở đây có cây mát và nên nhiều người khách ở đây mang theo võng, dăn võng để nằm nghỉ vào buổi trưa nè. Vui quá ha, buổi trưa trải tấm bạc ra đây ngủ ha. Các quý vị thấy ha, các bạn thấy đây vui không nè. Ở bên đây cũng vậy nữa nè. Ở đây là, có lẽ là những người khách từ phương xa nha. Đó, sợi thốt nốt đó, 50 ngàn 1 kg. Có chú thỏ màu hồng. chú thỏ này phát cái gì nè, kẹo, bán kẹo. Xe là xe rước miễn phí quá. Có thể nói để du lịch về giống như là hình như giống như là khu du lịch sinh thái, đó là khung cảnh thiên nhiên cây cối tạo cho không gian rất là mát mẻ. Ở đây có một cái quán đường sen thư pháp. Đông quá.
Ở đây có thầy đồ á, thầy đồ với này cho ngơi tay rồi ta. Thầy đồ với này ngơi tay nha. Đây quá xá là đông luôn nè. Ở đây có một điểm đãi nước miễn phí. Để xem coi nước có nước gì nha. Ở đây là sữa đậu nành. Đẩy sữa đậu nành. Ở đây cũng là sữa đậu nành luôn. À bên đây là sâm. Ở chỗ này là sữa đậu nành nha. Để sẵn nè, bây giờ ai muốn uống thì tôi xin một thỉnh một cái ly nước để uống nè. Ở đây là sâm à. Rồi. Có hình như cái nước này là nước sâm à, dạ nước cam. Ở đây có nước cam nữa nè. Dạ. Đây là YouTube à? À dạ, là YouTube á. Ủa trưa nay đâu có tiết mục gì ở đây hả? Chiều hả? Mấy bà già múa đó phải không? Dạ. Phía trước đó là ngọn miếu à, ngọn miếu để vào trong đây là cúng nè. Đó là tượng mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát. Hai đồ đi trả đồ. Ở phía trước đó là có một ngôi chùa Tháp Linh à, bây giờ thì người dân vào đây cúng bái cũng đông luôn nha. Bảy chục năm trước chưa? Kê nó kìa. Không.
72 bên kia, ở trong kia và ở đây là vườn Lâm Tỳ, nơi Đức Phật ra đời. Tức là những hình ảnh này tái hiện lại cái nơi mà Đức Phật Thích Ca lúc xưa ra đời. Wow, ở đây rất là nhiều người chải cái tóc bạc ở đây để nghỉ ngơi nè. Ở phía trước có muốn lăng nha.
chỗ này là cái đền thờ của Đốc Trinh Thăng Nguyễn Thắng Kiều. Rất là nhiều đông đảo người và người dân hay bà con đến đây đã thắp hương cho cái vị này ha. Ở đây có một cái xe sách lưu động nha, để tìm hiểu những cái sách sách thì lịch sử. Ở đây có một cái gian hàng đãi thức ăn miễn phí. Ở dưới đây có bánh xèo đó ha, đây là bánh xèo đại đại miễn phí hả chú? À dạ dạ, đang làm ở trong hả chú? À dạ dạ. Vậy là cái khu vực này để làm bánh xèo để đãi ha, rất đông đảo bà con đến đây ăn nè. Dù gạo phía sau để xẹp đậu bánh xèo nè. Ở bên này đông quá nè, đây thấy cái hồng đông chưa à? Ở đây wow, đây đổ cái xèo đó. Bây giờ cái kiểu đổ bánh xèo này rất là thịnh hành luôn ha. Cực, đổ như thế này là rất là cực, cái hơi lửa nóng rất là nóng luôn. Đâu nghe em? Chơi vậy? Hai con chơi gì ngõ hả? Cái này cái trống 50 ngàn nữa. Một cái trống gì 50 ngàn đó luôn. Nó chỉ nó chỉ lắc như vậy thôi hả? Chú kia bán rẻ cho con có 10 ngàn. À vậy đó hả? Chị lắc gì không á hả? À chứ nghe âm thanh hả? Nghe sao nó lắc thì chú nghe nè. Dạ. Dạ hai con gần đi không? Dạ con ơi biết kinh ba á. À vậy hả? Dạ con biết kinh ba. Ừ quay phim. Chiếc xe này là để rước khách miễn phí, ví dụ khách từ cổng chào á là đi đó đã đứng ở đó thì có chiếc xe này đi rước. Dọc có con đường đi này thì có trưng bày những cái tác phẩm nghệ thuật. Ở đây là những cái sản phẩm công nghệ nấm linh chi ha, được chụp nè. Ở
bên kia cũng vậy, bên kia là làng nghề, có một số làng nghề trong tỉnh Đồng Tháp được chụp ảnh và để trưng bày chất đó đi. Cái này là hủ tiếu nè, hủ tiếu thì là chuyên là hủ tiếu, là hủ tiếu của Sa Đéc, ở vùng nổi tiếng nhất là hủ tiếu của Sa Đéc nha. Bánh hồng tôm, bánh hồng tôm này thì nó cũng xuất xứ từ Sa Đéc. Ở vùng Sa Đéc là cái bánh hồng tôm Sa Giang rất là nổi tiếng, ăn rất là ngon. Ở đây người đóng xuồng. Ở đây là cái cơ sở muối Ngọc Yến, muối sấy Ngọc Yến. Ở đây cái cơ sở này cũng là một cái câu chuyện rất là dài để thành lập ra một cái cơ sở muối sấy này nha. Đây, ở đây cũng có một cái con làng dệt. Còn rất rất nhiều tác phẩm trưng bày ở dọc đường đi. Đây là những cái nghề của Đồng Tháp. Bây giờ bắt đầu là chiều cũng gần xuống và người dân đến đây càng đông đúc hơn để đến đây xem lễ hội Gò Tháp. Là làng chiếu Định Yên nha. Để cho mọi người đến ở xa đến đây chúng ta nghỉ ngơi. Còn ở trong này là nó chỉ là một cái gò thôi, xây dựng chưa có xây dựng gì hết nha. Dạ dạ cảm ơn chú. Thưa các bạn, theo bà con đến đây á thì nói rằng á, trong cái khu vực này là hồi xưa là một cái khu đất bằng, nhưng mà khi đào xuống để xây dựng thì lại phát hiện được một cái nền có gạch như thế này đây, nên là người bà con ở đây cũng không biết là ở dưới đây có những cái gì, có cất giấu những cái gì, mà chỉ biết ở đây là khi đào lên thì có một cái nền bằng gạch đá. Người ta cho rằng là lúc xưa là xây dựng ở đây một cái công trình gì đó. Bây giờ là cũng
làm mái che và để nguyên cái hiện trường như thế này. Đây là toàn bộ không gian nha, không có gì, không có xây dựng gì hết, nhưng mà chỉ đó ta thấy là khi đào xuống thì thấy những cái nền gạch như thế này nè, đó. Ở đây cũng vậy, khi đào xuống thì chưa phát hiện có những cái gạch nằm ở phía dưới cái đường mương này, chứ không có gì khác. Còn nhiều cái bí ẩn ở trong cái khu nền này thì bà con cũng không biết rằng đây ở dưới này có thể có những cái gì hay không. Bên ngoài cái khu vực này có bán nước và những cái đồ ăn cho bà con ở nơi xa đến đây nha. Mọi người đến đây chơi là cũng rất là mệt mỏi và chảy tấm bạc xuống là đánh một giấc cho khỏe. Đó, trước mắt là một cái nơi để nghỉ chân, có để bản là chòi nghỉ chân. Dèo mình tắt. Ở đây là đền thờ của Thiên Hộ Võ Di Vương. Đền thờ Thiên Hộ Võ Di Vương. Bây giờ mình sẽ vào bên trong này để quay cái cảnh cho các bạn xem nha. Ở đây là bên ngoài cửa đi vào phía trong nè. Rất đông đảo bà con đến đây dâng hương cho cái vị Võ Di Vương này nha. Ở phía trong đó là cái khu thờ tự.
trước mắt của quý vị các bạn là cái khu vực đãi ăn và nước uống. Bây giờ mình sẽ qua trong đây để xem coi ở cái khu vực này đãi những cái món gì. Đó, các bạn có thấy là ở đây rất là đông người. Đó, trước mắt đó là có những có một cái quầy là đãi sữa đậu nành. Còn bên đây là cái khu vực để mọi người mang thức ăn đến đây để ăn. Dạ, dạ. Dạ, dạ, dạ. Con quên. Đây là cái tổ đẩy cơm. Đồ đẩy cơm, cô chào cô. Đây là cơm mình có những món ăn gọi là mít nè. Đây có mít, gọi là mít chiên hả cô? Đây cái món này món là mít chiên nha. Dạ, mít chiên. Rồi, mít chiên. Tàu hủ kho. Tàu hủ kho. Mít chiên hà, màu xào. Ăn đông lắm hả cô? Dạ. Đồ ăn nhiều lắm nha. À dạ, không gì cũng đẹp à, gì cũng đẹp. Lượng khách nhiều quá đâu. Dạ, ngày mai còn đông nữa. Ngày mai ngày chánh còn đông nữa. Ngày mai vậy là ít hơn cái này nữa. Ai vậy đó hả cô? Ở đây là cô trong tổ đãi nha, chuẩn bị cơm nè, cảm ơn các cô. Ở bên kia cũng có một cái tổ, này chung một tổ. Ở đây cũng có một cái quầy nè, chung một tổ nhưng mà cái quầy chia thành nhiều quầy ha. Đúng, chạy xanh xanh. Thức ăn thì cũng như vậy. Hôm nay là các cô nói là cái thức ăn buổi chiều này thì nó ít hơn buổi sáng, buổi sáng đông và nhiều hơn. Buổi chiều thì có là 3 món. Cái khu vực đãi ăn này là rất là rộng luôn. Rồi bên đây cũng có một cái quầy để quản lý khu vực đãi nè. Các cô cũng có chuẩn bị những món ăn ở đây nè. Những thức ăn được đựng trong những ở đây là một cái thao rất là lớn luôn. Rất lớn nha. Ở đây là bầu xào tàu hủ. Còn đây món này là món mít chiên. Dạ. Do giờ này là khách đến đây cũng giảm bớt so với lúc nãy, một số lượng hôm nay là cũng còn ít hơn so với lúc nãy. Ở bên đây là cái khu vực của hai nhà. Ở phía sau đâu không có nhà biết. Ở bên đây là cái khu vực nhà bếp nè. Ở đây các cô đã chuẩn bị những cái sản phẩm thức ăn để chế biến mang đãi nha. Wow. Đây. Ở đây khu vực mình đẩy bún hả cô? Ừ, bún riêu. À. Dạ. Ở đây có bún riêu nè. Ở khu vực này là bún riêu nha. Này hủ tiếu. Hủ tiếu hả cô? Này hủ tiếu. Cháo hủ tiếu hả? À, ở đây là cháo. Cháo. À, ở đây là những cái
thực phẩm đã chuẩn bị sắt ra để nấu rồi nè. Cà rốt, còn này là chuối luộc á. Ủa quên cái này nấm. À nấm hả? Nấm. Dạ đây là nấm. Đây tàu hủ nha. Ở phía trong này là các anh chuẩn bị những cái lò nấu này rất là lớn, nấu. Cái này nấu cháo anh. Cái nồi cháo này là cái thể tích này rất là lớn luôn nha. Cái biết tại sao cái hàng này nãy giờ nó đợi đồ. Cái đó là khoảng bao nhiêu lít hả chú? Một khối nước á. Một khối nước, dạ cảm ơn chú. Cái nồi cháo này là một khối nước. Nghe đó rồi. Ăn thì khỏe nhưng mà làm thì cực chết. Dạ, ăn thì khỏe nhưng mà làm thì thấy cực quá. Dạ em nói là ăn thì nó khỏe, còn làm sao thấy nó cực hơn ăn quá. Nơi này là cái khu vực của miếu bà Chúa Xứ. Ở phía trong đó thì bà con đến thắp hương cho bà Chúa Xứ rất là đông. À, xin lỗi. Của cô hả? Dạ. Để cho tắt cái đèn nha. Dạ. Giờ này mình là những quả vắng hơn, còn vắng hơn không?
đó là đi đâu hả? Bên đó là qua chợ hả? Dạ.